Rồi, cách sử dụng tủ lạnh Samsung RF56K9041SGSD ha. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh cách cái ngăn. Đây là cái bảng điều khiển cảm ứng, các bạn chạm vô thôi. Thì đây là cái ngăn này là ngăn đá. Đó. Nhiệt độ ngăn đá sẽ dao động từ âm 15 cho đến âm 23. Còn đây chỉ là cái ngăn mát ha, ngăn mát. Rồi, âm từ 7 cho tới 1 độ C. Và tiếp đến là cái ngăn này là cái ngăn ngăn lựa chọn rồi. Thì bấm như cái ngăn này. Các bạn sử dụng thì đèn nó vô khoảng 3 giây. Đó, nó kêu cái tin một cái con thể chọn được. Đây. Cái ngăn này thì mình có thể dùng để làm đá này. Hoặc là dùng cấp đông mềm nè. Hoặc là dùng để thực phẩm hoặc là thịt. Hoặc là làm cái ngăn lạnh ha. Đó. Còn đây là cái cảnh báo cửa tủ, tức là bật nó lên. Thì khi các bạn mở cửa quá 2 phút nó sẽ kêu tinh tinh để cho chúng ta biết. Ngoài ra nó có thể chuyển đổi từ nhiệt độ C sang độ F. Cái nhiệt độ các bạn đang thấy trên đây là nhiệt độ của môi trường bên trong này ha. Là nó chưa có thay đổi do mình cắm điện nhưng mà nó không có kích hoạt cái máy nén lên. Thì muốn chuyển đổi qua độ F đó thì bạn đè lâu khoảng 3 giây. Đó, nó sẽ qua cái độ F cho mình. Đó. Tương tự cái này đèn light. Đèn light này thì nó sẽ sáng dưới đây nè, các bạn thấy không? Đó, mình bật rồi tắt đi nè. Đó, nó sáng ở đây để cho mình biết mình lấy nước lấy đá. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có một cái nữa là khóa bảng điều khiển khi các bạn đè khoảng 3 giây. Đó, thì đó các bạn điều khiển mình sẽ không có làm được gì hết. Rồi, tắt nó đi. Rồi. Rồi, cái này là lấy đá, là đá viên hay đá xay. À, còn dưới đây là cái ngăn lấy nước nè. Đó. Các bạn thấy không? Cái này là lấy nước, cái này là lấy đá. Rồi. Còn bên trong nó sẽ có một cái ngăn này là để điều khiển chỉnh cái độ ẩm nè. À. Ngoài ra các bạn sẽ thấy ở trong này nó sẽ có một cái này là cái bộ lọc nước. Tại vì căn tủ này nó sẽ dùng nước trực tiếp bên ngoài câu vô nên nó sẽ cái bộ lọc, bộ filter á. Muốn mở nó ra thì các bạn đè lâu vô, đè mạnh vô. Bắn ra. Đó. Nó ra cái bộ lọc này. À. Muốn đóng lại thì tương tự. Bắn nó vô. Ngoài ra mình còn giới thiệu cho các bạn nữa. Cái này nó sẽ có một cái là reset cái filter vừa nãy lại á. Đôi khi nó sẽ báo cái đèn filter ở đây, các bạn bấm như đây reset lại. Giữ nó khoảng 3 giây. Nó kêu một cái. Nó kêu thôi chứ nó không báo ha. Đằng đây là giữ 3 giây thì tắt làm đá tự động. Đó, tắt làm đá tự động như này nó sáng lên. Rồi, cảm ơn các bạn ha.